Chào các bác, em thanh lý cặp loa Panasonic xấu xí anh em nhé. Model của cặp loa là đây, chờ đi kiểm tra model nó nhé. Model của nó là PM710, công suất là 40W một loa, tức là 80W hai loa. Đấy. Còn thông số gì nữa không? Rồi, đại thể là như vậy. Hình thức nó luôn là xấu xí các bác nhé. Em chưa vệ sinh đâu vì em nhìn em chán, em chẳng muốn vệ sinh nữa. Đấy, hình thức xấu xí, tiếng vẫn hay y như những cặp loa mà nó không xấu, vẫn tuyệt vời luôn. Đánh ba chép đâu ra đấy, em mở thử âm thanh cho các bác xem nhé. Đời gian nan là kiếp mà hồng, đời hồng nhan lên nước mắt con, nhiều gian chôn và... Bát đánh vẫn rất là cao, chép cực kỳ sáng. Cái dòng loa Panasonic thì chép rất sáng nhé. Đấy, con này đây, em quay luôn hình thức này, rất là xấu. Loa thùng vách thì nghe như này, đây sau đít thì cũng nở chỗ này là tra keo nhé, cho nên chắc chắn các bác chơi tạm nhé. Đấy, con này em xả cực rẻ thôi. Đây, con này bong các bác về bác dán lại chưa? À, thôi để tí cái này tí em dán luôn, nó bong mất, bẩn để các bác vệ sinh nhé. Con này xấu quá em chả có tâm trạng em làm nữa. Đấy, loa hai cầu ba chắc các bác có thể chập dây vào để chơi. Đấy, hoặc các bác có thể chơi hai cầu B-Way nếu như các bác mà chơi đầu của Panasonic. Đấy, nên đã chập sẵn cho các bác nhé, về các bác chỉ đấu âm dương được nhé. Loa rất là xấu. Đây tình trạng cụ thể nhé. Đây con này bên này gân mục đã thay rồi nhé. Đấy, gân con này còn tốt. Đấy, gân mục thay rồi. Chắc con này đẹp, chắc con này xấu, chắc con này bị cấn nhá, kiếm đã phá váo đây rồi. Đấy, nó cấn thì nó váo đây rồi nhé. Tiếng hoàn toàn bình thường các bác nhé, khẳng định tiếng hoàn toàn bình thường. Nếu như anh em không nhìn vào loa em nghe thì vẫn hay như những chiếc loa bình thường. Các bác nhìn nó xấu quá. Em thanh lý giá siêu rẻ thôi cho các bác về chơi tạm. Ghép các cái dàn mini hoặc là ghép mini cũng được. Mình để cái vị trí nó khuất thì chơi vẫn ok nhé. Hoặc là chơi tạm, các bác chơi ở những phòng trọ hoặc là bất cứ không gian gì đó mà mình không cần hình thức thì mình chơi tạm được nhé. Đấy, về mình ghép dàn mini. Cặp này thì em thanh lý rẻ luôn, 180.000 bao ship. Anh em nào lấy được thì nhanh tay inbox Zalo là 0975 575 262. Loa bao zin tuyệt đối cho các bác nhé. Nếu như loa mà sửa chữa thì em giả lại tiền các bác luôn. Đấy, em chỉ thay gân với chiếc loa bên này. Đấy. Và màng bên này rách thì em vá lại một tí thôi. Đấy, còn côn kia là zin nguyên. Đấy. Anh em nào lấy được liên hệ số Zalo 0975 575 262. Giờ em sẽ mở lớn âm thanh cho anh em trải nghiệm chất âm một chút xíu nữa nhé. Sau đó em xin phép kết thúc video test. Đồn anh hùng sáng sống trái tim nàng trao thêm một bóng hình, một người lính chiến. Rồi 180k bao ship, anh em nào lấy được liên hệ số Zalo 0975 575262 nhé. Cảm ơn anh em. Hôm nay em sẽ làm cái đống loa tay này để bán cho các bác nhé. Đống loa tay toàn hàng cao cấp luôn, loa bé thôi nhưng mà toàn hàng loa đẹp thôi nhé. Loa tay anh em về cấp quán cà phê. Mai em sẽ lên đống này. Đấy, đống này thì giá trị rất là cao. Một chiếc loa này có thể là sẽ đắt hơn cả một cặp loa kia rồi. Đấy, dòng loa OnQ đến đống cao cấp hết. Đó, xin cảm ơn các bác nhé.